Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel P-Guitar. Hôm nay chúng ta cùng nhau review một cây đàn nóng hổi luôn nha các bạn. Vừa thổi vừa review, ok. Một cây đàn Cordoba Fusion 5 Sonata Burst. Đó, một cái màu rất là đặc biệt. Đây là một trong những cái phiên bản đặc biệt của Cordoba năm 2021 nha quý vị. Đây, Cordoba Fusion 5 Sonata Burst. Đó, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó, một vẻ đẹp tuyệt vời. Năm 2021 thì Cordoba họ sản xuất thêm vài model Fusion 5, một cái vài cái model mới của hãng. Trong đó có những cái phiên bản đặc biệt như là Cordoba Fusion 5 Sonata Burst. Đó, đây, viết tắt là SNP. Rồi, phiên bản thứ hai đó là đây, Cordoba Fusion 5 Z Black. Đó, một trong hai phiên bản đặc biệt của Cordoba năm 2021, sản xuất với số lượng không được nhiều. Ok. Và cái phiên bản mà này gọi là phiên bản bình thường nè, Cordoba Fusion 5 Nature. Đó, một phiên bản gỗ tự nhiên. Ok, cái phiên bản này thì mình đã review ở clip trước rồi quý vị ha. Nature nó rẻ hơn hai con kia. Rồi, hôm nay chủ đề chính của mình là sẽ review cái cây Cordoba Fusion 5 Z. À quên, Fusion 5 Sonata Bird. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mặt top. Được sơn rất là đẹp. Đây, bạn nhìn kỹ ha. Mặt top được làm từ gỗ sprue thông. Rồi, lưng và hông được làm từ gỗ flam mahogany. Flam mahogany. Như đó, các bạn nhìn này, cái vân gỗ này nó giống như flam maple, còn này là flam mahogany. Nó cho âm thanh rất là cân bằng, rất là đẹp nữa. Ngoài cân bằng thì nó còn cho cái âm thanh rất là đẹp. Âm thanh của nó với lại ông Z Black thì cũng như nhau, có màu đen đó. Cân đàn được làm từ gỗ mahogany. Mahogany rất là mảnh mai, rất là vừa tay. Cái bản cần này thì nó 48mm. Bơm bê, mình đã nói ở clip trước rồi, cái bản cần của Fusion sẽ là bản cần bơm bê, nó giống như acoustic. Bản cần của nó là cần 48mm, chúng ta ôm rất là vừa vặn. Đây là một trong những cái dòng semi classic, hay còn gọi là semi classic nha các bạn. Semi classic có nghĩa là chúng ta chơi một cây đàn classic, một cây đàn classic chơi bộ dây nylon classic trên một cái bản cần acoustic. Ok, bản cần này là 48mm và có độ bơm bê, cái bàn phím nó cong lên nè, chúng ta chơi ta rê rất là dễ dàng, ta rê rất là dễ dàng. Đó. Còn cái đàn này thì nó trang bị thêm một cái hệ thống pickup fitment của Mỹ nha các bạn. Cái con pickup này thì mình cảm giác cảm nhận là nó hay hơn những cái con EQ của dòng C5. Nó hay lắm, thật sự nó rất là hay. Những anh chị em mà đã mua cái sản phẩm này và về chơi đúng, công nhận những tín đồ Cordoba thì họ sẽ rất là am hiểu. Rồi xong, bộ khóa logo nè ha, logo inlay sucker. Đây là bộ khóa đặc trưng của dòng Fusion 5. Còn gì để nói không? Rồi, không còn gì để nói hết thì... À quên, cái con Cordoba Fusion á,
Mình nói thêm một chút xíu về dòng Fusion. Dòng Fusion thì chúng ta chơi điểm hát nó hay hơn là dòng Classic nha các bạn. Ví dụ như dòng Classic thì mình strumming á, mình quạt chả nó rất là kỳ lắm. Nếu mà có dòng Classic quạt chả nó rất là thô, nó rất là thô. Riêng cái dòng này các bạn quạt chả các bạn có thể nghe được tiếng đàn acoustic, nghe được tiếng đàn acoustic, tiếng đàn dây sắt trên một cây đàn dây ni lông. Đây. Mình sẽ lấy một cây đàn dây ni lông cũng là một cây đàn classic thuần. Đây, bạn phép lấy cây đàn của thằng học trò Kuruba C5. Rồi lấy cây này lên, mình sẽ strumming và trả cho anh em coi nè. Cái tiếng nó rất là kỳ. Riêng cái dòng classic thì anh chị em chơi điểm hát, chơi những cái thể loại nhạc ca khúc vui thì nó khó lắm nha. Mình đánh trên cây Fusion thì nó dễ chịu hơn. Mình đánh trên cây Fusion rất là dễ chịu, tiếng rất là ok. Cầm cây classic mà các bạn quạt chả vậy nghe hết muốn đánh luôn. Người hát cũng hết muốn hát luôn. Nghe nó không có hòa hợp. Chút xíu về âm hưởng của điệu bolero. Đó, chơi rất là hợp. Hoặc là chúng ta có thể chơi nhạc jazz blues nhạc nhẹ. Ở bên Mỹ thì họ sẽ chơi jazz blues. Đây, nhạc nhẹ mà. Là hay ha, nó giống như là trend á. À, đẹp. Đẹp. Xoay lại cho anh em xem một lần nữa.
Ký một tấm làm thumbnail. Rồi. Hoặc là nhạc nhẹ âm hưởng Việt Nam. Rất là dày. Rất là dày, rất là hay. Làm một chút country. Fusion này mình cảm nhận nha, nó rất là hợp, chơi trên rất nhiều thể loại nha các bạn, rất nhiều thể loại nhạc, đặc biệt là anh nào thích đệm hát, bởi vì các bạn cần nó rất là nhỏ, rất là nhỏ và có độ bấm bê. Những anh chơi solo hoặc là chơi finger style, chúng ta chơi rất là ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên một cái loa, ok. Alo. Clip nó dài. Đó, các bạn cảm nhận cái âm thanh lên loa nha, cái âm thanh lên loa nó rất là thật, chân thật, thật thà, nó thật thà quá, nghe nó một phê. Mình cảm nhận cái âm thanh lên loa của con pickup này nè, nó rất là hay nha các bạn, nó hay hơn cái con kia luôn. Và hãng họ cũng tính hết rồi, tại sao họ không gắn EQ nè,
nhất là cái thùng này nó mỏng hơn một chút, cho cái nó cho cái âm sắc nó cân bằng, nó mỏng hơn một chút xíu nè, thì hãng sẽ hạn chế khoét cái EQ, không cho EQ ảnh hưởng tới âm mọc. Cái con này làm cái pickup chất lượng tốt. Cái pickup của Fishman, cái con pickup này nó còn gắn trên những cái cây Coroba C9, những cái cây cao cấp hơn nữa kìa. Đó, pickup này rất là đã, tiếng rất là phê. Rồi, một lần nữa, clip review của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những clip review tiếp theo. Hôm sau mình chúng ta sẽ review cái con màu đen đó nha. Con màu đen đó âm thanh nó cũng xem xem như thế này nè, nhưng mà mình sẽ review sâu về cái chi tiết của nó, sâu về cái hoa văn này, đường viền các kiểu, nó rất là đẹp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những clip review tiếp theo.